thu phí phạt được là đúng, là nơi nào người ta cũng phải lại. Nhưng mà cái cách thu phí như thế nào là vấn đề quan trọng. Cái thu phí và lường phí phải được thu, phải thu là bao nhiêu để theo cái nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả. Thì phạt nước cũng vậy, gây ô nhiễm nước cũng vậy, là cái kiểu là một cái cách để thu phí mà anh người dân hay là người nào đó, nhưng mà gây ra cái chuyện là nước thải như vậy là gây ô nhiễm thì phải trả đúng theo cái theo tinh thần đó. Thế thì tóm lại là thu phí là chủ trương là đúng, nhưng mà cái lượng thu là bao nhiêu thì là phải cân nhắc lại. Thu có cái tiến độ như thế nào cũng phải cân nhắc lại, giá bao nhiêu thì là vừa cho người tối tiền người dân. Bởi vì người dân, nhất là người nghèo nữa, người ta kiếm đồng bạc rất là khó, và hết phí này sang phí kia, phí trong phí đủ các loại phí thì người dân sẽ sống nổi, nhất là lấy ra sản lấy ra trong cái thời kỳ mà dịch bệnh như thế này thì cái khó khăn người ta lại tăng lên gấp bội. Vì đứng trên cái quan điểm đó mới tính toán và ban hành cái quyết định thu phí như thế nào. Còn một cái điểm nếu mà họ lập luận như vậy ấy, thì lại là vấn đề chưa trọn vẹn. Cái hệ thống thoát nước thì theo một cái kiểu thoát nước là theo một hệ thống khác, còn nước thải của người dân thì phải là nguyên lý mà nói ấy, thì phải tách riêng ra, không phải toàn thoát nước mưa cũng như là chung với là toàn nước thải. Thế thì khi đó mới tính toán được một cách là chính xác, người ta phải, người dân là phải nộp bao nhiêu theo tỷ lệ phần trăm hay là gì đó. Cách tính xưa nay thì vẫn là nếu mà người dùng hộ dân mà dùng 100 lít nước cấp thì sẽ phải trả khoảng 70-80 lít nước được thải. Cái cách tính đơn giản trường giờ mà là như vậy. Thế thì nó định lượng người ta là phải nước thải phải trả. Còn nước cấp thì người ta tính theo cái số đồng hồ đó, rồi được vào có đặt đồng hồ rồi. Thế thì nó tương đối ổn. Nhưng bây giờ thì lại sinh ra một cái chuyện là tính nước cấp, tính nước thải theo kiểu là mét khối, bao nhiêu mét khối thải đó, và tính thoát nước ấy thì lại là trên mét vuông. Nhưng cái chuyện như vậy ấy, là khi mình ban hành ra, phổ biến ra thì người dân người ta cũng có nhiều phản ứng. Người ta chưa thấy thấu tính đạt lý, cho nên người ta phản ứng là đúng. Anh thu phí cũng là đúng, nhưng mà thu phí như thế nào và truyền đạt như thế nào, phổ biến như thế nào, thông tin như thế nào để người dân, để người ta thấy nhiệm vụ đóng là phải đóng là đúng thì mới tốt. Y như kiểu bây giờ thì thực hiện là ta tiến hành cái gọi là Covid đó chẳng hạn, chủ trương là đúng đắn thì người dân ta ủng hộ, và khi ủng hộ rồi thì người ta ủng hộ rồi thì thành công nó có, nó sẵn, không phải nói gì nữa cả. Bây giờ trong cái thu phí nước thải của người dân cũng vậy, nước phát của người dân cũng vậy, vậy là tính toán lại, cân đối lại cái nào thuộc về vấn đề xây dựng thành thuộc về vấn đề là hệ thống cấp thoát nước thì tính. Thế thì hệ nào là thoát nước mưa, hệ nào là thoát nước thải, và tính tương đối chính xác. Người ta không bao giờ người ta tính toán được 100% là chính xác, nhưng mà nó cứ ở cái mức độ tương đối thôi, và là chấp nhận được, nó gọi là và chấp nhận được thì người dân người ta thấy thoải mái. Chứ không có một người dân nào mà lại đến cái mức là chạy cổ đến cái mức là người ta không chịu trả tiền thoát nước quá. Nước cấp cũng vậy, người ta sẵn sàng tính theo đồng hồ chuẩn như thế đấy. Tiền điện cũng vậy. Đấy là những cái dịch vụ mà bây giờ người dân đang rất là bức xúc. Điện cũng phải tính một cách chính xác, đủ người ta để đóng. Nước cũng vậy, toàn nước cấp tiêu đã đành rồi, nó ổn, tương đối ổn rồi. Còn nước thải bây giờ là vậy.